Theo số liệu tổng hợp của Bộ Y tế, chỉ tính riêng năm 2023, cả nước có 1.224 trường hợp nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. So với cùng kỳ năm trước, số ca nhập viện tăng đáng kể, đáng chú ý. Trong hơn 1.200 bệnh nhân, có 27 em dưới 16 tuổi, 44 ca trong nhóm 16 đến 18 tuổi. Kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại 11 tỉnh thành cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13 đến 17 tuổi tăng lên. Bộ Y tế cho biết, quan điểm của Bộ đối với thuốc lá thế hệ mới là cấm tuyệt đối. Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cấm sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.